bán tại giá mềm chưa tới 500 nha các anh chị ơi. Xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Và cũng khá lâu rồi Tiền mới về thêm được bán tải các anh chị. Thì bữa giờ có rất là nhiều anh chị liên hệ Tiền để Tiền bán tải luôn mà Tiền không có xe. Hôm nay Tiền về được một xe, các anh chị nào mình ưng thì chốt ngay nhé. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là Forerunner XLS các anh chị nha. Số sàn đời 2019 nè. Dòng này thì được nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi mới có 40.000 km thôi nha. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 479 triệu các anh chị. Bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Nước sơn này là màu xám các anh chị, không có bị trầy xước nhiều nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng mà đặc biệt là bán tải nữa, trầy xước dậm tút là chuyện bình thường. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị ha. Xe này thì anh chủ có lên cho mình nắp thùng thấp nữa các anh chị. Đấy, đựng đồ khỏi bị ướt các anh chị ha. Rồi, em này biển Sài Gòn, bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc. Hỗ trợ các anh chị nhà mình trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tiền nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nè các anh chị. Xe mới về hoàn toàn là chất xe mộc thật sự nha, chưa có vệ sinh gì hết. Nên là có phần hơi bụi, hơi dơ, các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền các anh chị. Mica đèn thì còn trong đẹp các anh chị ha. Phía bên này thì có hơi bị trầy xước nhẹ như thế này các anh chị. Đấy. Rồi, lớp nè, độ gai gió Tiền thấy cũng còn tương đối các anh chị ha. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết. Em này vẫn còn là vỏ xin theo xe nè các anh chị. Vỏ 2019 nha, tuần thứ 41 ha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới 2025 tháng 3 các anh chị nha. Dán phim cách nhiệt cho mình rồi nè, về mưa lên cho mình bệ bước nha. Ốp dán cửa đầy đủ ha. Bên hông xe nè các anh chị, không có trầy xước bóp méo gì hết nha. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao tét hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra bên Tuyền thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Em này bản số sàn nên sẽ có một cái cam lùi, tuy nhiên thì không có cảm biến lùi các anh chị nha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền các anh chị. Đấy, không vấn đề gì hết, em này bán tải gầm cao lắm các anh chị. Ở đây là cái nắp thùng thấp, anh chủ nhà mình lên thêm ha, nắp thùng thấp, nắp kéo các anh chị. Phần lòng thùng nè, những cái phần nhựa bên trong thì có trầy xước, tuy nhiên thì không có bị bể móp gì hết các anh chị ha. Thùng này mình chở được hơn 700kg các anh chị, khoảng 750kg á. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị ha. Bán tải là máy dầu các anh chị ha, máy 2.2. Ghế ở đây thì ghế da tông màu nâu và tông màu đen, sàn nguyên bản các anh chị. Đó, trần ở đây là trần đã được bọc ni lông sạch sẽ rồi các anh chị ha. Em này phiên bản số sàn nên option cũng tương đối thôi. Có đàm thoại rảnh tay nè. Ở đây thì có ruồi control cho mình ha. Đi chuẩn là 40.281 km các anh chị. Cam hành trình này là anh chủ nhà mình lên thêm ha các anh chị ha. Màn hình zin theo xe. Em này thì chìa khóa cơ các anh chị nha. Cần số nè, thắng tài còn đẹp ha. Có cân bằng điện tử cho mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Các anh chị nào mà bữa giờ có liên hệ Tiền để tìm cho mình một chiếc bán tại giá mềm để mình chở hàng thì hôm nay thấy được video này của Tiền, nhanh tay liên hệ lại giúp Tiền nha. Nắp capo thì có T-Bend trợ lực, các anh chị mở lên rất là nhẹ nhàng luôn. Ốc của nắp capo keo chỉ, capo khung sườn, máy móc nguyên zin các anh chị. Bên Tiền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Xe mới về chưa vệ sinh nên khoang máy có phần hơi bụi, hơi dơ chút xíu. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền ha. Còn một khi xe mà được bàn giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp nhé. Rồi, Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị ha. Bán tải của Forerunner XLS số sàn đời 2019, nhập Thái Lan nguyên chiếc, mới đi có 40.000 km thôi à. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 479 triệu và giá đang tiêu báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mình đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay alo cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ngay nha. Còn ở tỉnh xa thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền, hoặc
chốt giá chuyển khoản đặt cọc giữ xe. Rồi hai mai mình lên mình xem xe để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên mà hỏng mất cọc trước. Thì bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và hiện tại thì bên Tuyền còn rất nhiều các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tại các hãng khác nhau. Các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào thì nhớ alo Tuyền, thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.